Về ngủ. Hả? Ông ngoại chị bị chị ơi, con cầm. Qua đây coi, qua đây coi. Qua đây nói cho nghe. Sao? Cho tính đi kiếm con gì ngủ nè. Ông ngoại chị chảy máu cam. Ông ngoại lớn sao chảy máu cam được? Tại vì ông ngoại rách cái chân. Dạ sao đi về bánh coi đây đây. Sao vậy? Là sao? Tính quay clip con đi kiếm con gì ngủ nè. Cái gì vậy? Yeah. Yeah, ông ngoại chảy máu. Ủa sao mà ông ngoại? Tôi đẻ cô tôi. Sao vậy? Cái cửa phòng đỏ. Trời ơi, ghê vậy. Gọi xe cấp cứu đi. Sao không? Xe cấp cứu đây. Sao đi đứng gì đâu mà. À, cái giò này nó yếu nè, đứng vậy nó đi, ngồi lâu đứng vậy nó sụm. Sụm cái giò này nó quẹt vô cái cửa. Mấy cái rồi. Cái nữa. Sao đi khám cái chân sao chứ ông ngoại bị đau hoài không đi khám. Ông nội. Ông nội sao vẽ nhau. Ông nội. Ông nội sao vẽ hỏi chả mắt. Nó vượt rồi. Cắt bị tôn cắt. Xong phim. Xong phim. Sửa có hỏi thăm ông ngoại chưa? Sửa hỏi thăm ngoại chưa? Giờ đi xe cấp cứu hả? Rồi hỏi xe cấp cứu rồi. Rồi hai đứa đi kêu xe cấp cứu đi. Rồi hai đứa kêu xe cấp cứu đi. Rồi gọi xe cấp cứu đi. Chảy máu nhiều không ạ? Nhiều. Chóc nguyên lớp luôn. Lậu nguyên lớp da bự mà. Gọi xe cấp cứu kìa mọi người. Ông nội. Chán thiệt luôn chứ trời. Sao được thấy xỉu phải đỡ. Sợ. Đi xe cấp cứu đây. Kêu mày đi xe cấp cứu. Đây đây, cân đỏ. Có lấy thuốc đỏ dán chưa? Con nội đi. Chai thuốc đỏ nè. Con nội đi, ông nội đâu có gọi được. Ông nội dò đau, ông nội đâu còn. Ông ngoại mới có đứt chân mà con cháu nó buồn. Hello, xe cấp cứu. Dạ, ông ngoại ra đi. Ok. Xong. Xong hả? Tại đứa nhỏ. Kêu dò phải không? Gì rồi? Con kêu dò phải không? Nè nè, con còn. Alo, con mama. Con có ngoại đi được không? Được, đi được. Một cái nạn không? Chân nặng không? Rồi, chân nặng không? Vô bà ngoại kìa. Rồi, 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 rồi ẩm bồng bà cố. Trời. Lúc mẹ mấy đứa con tha thiên. Lúc mẹ. Đi. Đi. Sao hả? Rồi sao chồng bị vậy mà vợ đi ngủ được trời? Chồng ngoại bị đứt chân. Chồng bị đứt chân mà giờ vợ đi ngủ. Trời ơi, trời ơi, còn mới kệ ổng nữa chứ. Vì vợ chồng không có tình cảm gì hết nè. Trời ơi, là cái gì vậy? Bà ngoại ơi, dây cứu chồng nè. Rồi, đi chơi, đi chung. Ông đi kiểm tra nước. Rồi. Kiểm tra nước. Đi đâu lấy ông đây bà? Kiểm tra nước bên nhà trọ. Thôi đi ra cho ngoại ngủ coi. Cái gì? Đi ra đi ông. Đi đây đây, sửa đi ra sửa cho ngoại ngủ. Đi ra, đi kêu đi ra ngoài kêu đóng cửa lại. Kêu cấp cứu tới chưa? Dạ yeah, trời. Kêu cấp cứu. Cấp cứu ơi. Đi xe cấp cứu. Đi xe cấp cứu. Rồi sao nó vui như vậy? Ghê quá. Đi về đi. Đi. Về ngủ từ lớp mà đi về đi. Yeah. Về ngủ đi vô ngủ coi, dẫn Nguyên đi ngủ. Vậy mà con nói con Quân. Vậy mà nó qua nó nói ngoại chảy máu cam. Sữa này thiệt à. Đơn. Con cũng chảy máu cam nữa sữa. Trong chảy máu cam đâu sữa. 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 Con chảy máu cam đâu sữa? Đau con. Đau con chị. Đâu chảy máu cam đâu? Đâu đây cho coi đưa đưa đây cho quay coi. Đâu? Cái đó là chảy máu gì? Chảy máu hồn. Cái chân á. Chảy máu chân chứ không phải chảy máu cam hả? Hôm qua giờ nói là con mình. Hôm qua nói giờ giờ nói toàn là chảy máu cam không à? Để cho ngoại ngủ đi con, đi ra. Thôi thôi đừng bá cùng nha. Đi ra. Đi ra. Đi ra này dính bản quyền này sữa ơi. Đi ra ơi. Dính bản quyền. Mày ơi mày nhỏ nhỏ luôn không? Thôi đi vô ra đi.
dính bóng quyền, mở nhỏ nhỏ hơn dính bóng quyền. Ôi trời. Nè kìa. Vô vô, vô đây. Nở sao ông nội? Vô vào đây. Có sao ông nội? Vì giờ Lâm mới hay hả? Giờ nó mới đau. Đau không ạ? À? Ừ. Giờ nó đau. Coi chừng nó xét không, có cái cửa nó xét không không? Coi đi chích ngừa. Thì con. Chích mạnh luôn quá. Uống Afanaran nữa. Rồi đấy, về lấy thuốc cho mày uống này sợ. Về lấy thuốc cho ông mày uống nè. Thuốc ở nhà. Thuốc ở bên nhà mình á. Con đi đâu? Lấy thuốc cho mày. Lấy thuốc mày đâu đây? Thuốc đâu đây? Đâu đây làm gì có thuốc? Bên nhà mình á. Có dục. Bên nhà mình có thuốc. Bên đây đâu có thuốc đâu mình. Con mấy đứa cháu thì thường không chạy lúc xuất nghe ngoại bệnh, nghe ngoại đứt chân, con nội đứt chân mà chạy lúc xuất thuốc này nha. Hả? Thuốc đó thuốc ho dành cho em bé mà đâu được. Vậy bà ảnh này, vậy bà ảnh hỏi mẹ thuốc đâu lấy cho ngoại pha cho ngoại coi. Pha cho ngoại lại bà ngoại. Đúng rồi, ông ngoại thôi. Ông ngoại ra con, để con lấy thuốc cho ngoại uống nha. Rồi một viên thuốc ngoại gì bệnh với cả thuốc đau ngoại bệnh. Giờ đâu có bán em. Không, giờ không còn đâu, giờ 11 giờ rồi đâu. Nó luôn hả? Đừng cầm đó tụi con. Đứng lại rồi gớt điện thoại tôi. Hả? Bây giờ là 11 giờ rồi. Để cho đi nha. Thôi nhà luôn. Nhà mày chơi phi pha rồi. Thôi. Mẹ mày đi đi. Ủa mẹ em cái túi kia còn không? Túi hút của anh á. Không. Không có luôn hả? Không có gì nào luôn hả? Nên kiện mua nhiều lắm mà ta. Không đây có không? Rồi về đây để cho đi mua thuốc về về sửa pha cho ngoại uống nha. Không nha. Đi. Hả? Không đi. Đi đâu được ngoài đường tối thui ghê lắm, nguy hiểm lắm. Hả? Con đeo khẩu trang. Hả? Con có đeo khẩu trang. Rồi để mày kiếm coi. Bây giờ chú về mình sẽ người ta đóng cửa rồi, bây giờ mình sẽ cho đưa thuốc này cho ngoại. Hai rưỡi. Dạ yeah. Xuống tới Hưng Long luôn mà đóng cửa. Cái tổng này đem tới cho ngoại uống. Giờ cho ngoại uống một viên thôi. Một viên này cũng họ giảm đâu nhất. Lấy hai cái. Một viên nè. Giờ cầm gọi sách bên bịch vào cho ngoại. Đưa ngoại. Dạ, ông bạn đưa. Có lấy nước cho ngoại chưa? Chưa. Dạ chưa. Kìa, hai đứa nhỏ nhất cái thường không? Thấy thương không? Trời ơi. Một đứa lấy nước, một đứa thuốc. Đi theo cho nhà bà cho chú. Theo con làm cái gì? Ông ngoại nè chứ không phải bà ngoại. Ông ngoại nè, ông nội nè chứ không phải bà nội. Ừ, ông nội đưa lòng thuốc. Ông nội hả chị sữa? Trời ơi, con nước ông nội chị sữa. Ông nội hả chị sữa? Ừ. Rồi, giỏi quá. Rồi, đến đây. Dạ, giòn không đi, giòn thuốc đâu đưa mà. Đau không ngoại uống. Đau đúng không? Trời ơi. Mày đi mày đi khám đi. Khám đi. Khám đi. Rửa cho nó ấy thì đi giá lại. Mai lại. Đưa cái viên nãy mẹ đưa cho ngoại đâu? Đưa một viên được rồi con, ngoại uống viên là uống hai viên chết à. Một viên nãy đâu rồi? Viên nãy mẹ đưa cho ngoại. Rồi đưa ngoại đi. Đây là viên của bà ngoại. Bà ngoại uống. Bà ngoại đâu có uống. Bà ngoại hả? Đưa ngoại. Đưa ngoại viên đó đi, cho ngoại trước đi. Đưa ngoại uống đi, ông ngoại đau chân kìa. Đây. Rồi con ngoại uống đây. Nè ông ngoại uống này không? Rồi ngoại uống rồi đó.
Ông mày ăn ngủ. Rồi. Rồi về ngủ nè. Đi về đi con. Mẹ đâu mà ngoại. Đưa ngoại đi khi nào ngoại bệnh mày. Không mà. Mẹ đâu có đau đâu. Hả? Chứ ngoại không ngoại bị nhức chân. Nha. Bây giờ đâu có đâu. Bà ngoại đâu có đau đâu. Rồi gớt thấy không? Trời ơi, tự nhiên bắt bà ngoại uống thuốc vậy con? Đây, hai đứa này. Tại hai đứa luôn. Con bỏ gì vô trong rồi? Coi chừng bể ly nha. Ôm đàng hoàng. Đổ nước nè. Dạ thôi, xin kính chào quý khán giả nha. Để Thương vừa lấy viên thuốc lại mới được. Dạ cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video của Thương vừa con. Mày giả bộ uống đi ngoại. Rồi. Rồi đi ra nè cho bà ngoại ngủ nè. Ngoại mệt lắm rồi đó. Bà ngoại không bệnh. Mấy đứa con là ngoại bệnh luôn á. Rồi về ngủ. Rồi để cái thuốc đó cho ngoại. Để thuốc cho ngoại. Ngoại nhất cho ngoại uống. Ông ngoại uống không? Thôi. Để cho ngoại đi. Để cho ngoại đi. Rồi về nè, chào tạm biệt quý bà cô chú anh chị nè. Chào tạm biệt quý khán giả nè con. Rồi mở cho đi. Rồi đem về đi. Này hết rồi. Hết rồi không còn như nào. Rồi đi về. Rồi đi về đi. Cầm về đi. Về cất đi, khi nào ngoại uống nữa đem qua. Đi con. Về đi con. Giỏi quá. Rồi. Trời, xin lỗi con. Rồi, cổ lên nè, Quy lại đóng cửa lại Quy ơi. Rồi hỏi chào tạm biệt nè con. Cảm ơn bé ngoại uống tân bạch. Chúc mừng bà của chú chị ngủ ngon. Cảm ơn chị chú kéo nha đi nhà cô. Dạ. À, quay cái đồ ăn uống rửa đi. Ờ, hả? Quay cái đồ uống rửa. Dạ, rồi, chào tạm biệt quý khán giả. Quay cái đồ uống rửa. Cảm ơn quý khán giả. Ôi, rồi.